Alo, xin chào các em. Ở buổi hôm trước anh đã hướng dẫn vẽ một bộ bàn ghế như ở đây. Bộ bàn ghế rất là đơn giản. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em cách tạo chất liệu cho bộ bàn ghế này. Ở đây anh sẽ ẩn chiếc ghế đi, anh sẽ hướng dẫn các em tạo chất liệu cho cái bàn. Bởi vì hôm nay trời mưa khá là ồn. Đấy, anh sẽ tạo chất liệu cho cái bàn này. Cái bàn này nó hiện tại nó đang hơi bị cứng. Vậy thì bây giờ ta làm thế nào nó mềm hơn? Để ẩn hiện các đối tượng trong vùng làm việc này, ta sẽ chọn, ví dụ chọn đối tượng cái ghế này. Nó đang rời nhé, hiện tại cái ghế này đang rời này. Chúng ta muốn nhóm nó lại thành một cái đối tượng chung. Chúng ta chọn tất cả này. Chúng ta vào group này. Ta group nó lại. Group là nhóm, đặt tên cho nó là ghế. Một đi. Đấy, thì bây giờ ta chọn nó. Nó sẽ chỉ là một cái ghế ở đây thôi. Chứ nó không rời ra các cái thanh nữa. Đấy, bây giờ muốn di chuyển các cái thanh trong group này thì ta lại vào group này, ta open nó ra. Open nó ra thì ta sẽ lại điều chỉnh được các cái thanh ở đây bằng chụp local theo đối tượng này. Đó. Đây sẽ có mấy cái kiểu dạng di chuyển nhé. Ví dụ ta di chuyển theo world là trục của thế giới này, sẽ lên xuống theo cái trục tọa độ XYZ. Nó không liên quan đến cái trục của cái khối này. Về local thì nó sẽ di chuyển theo trục tâm của cái khối này. Đó, đấy là kiến thức của bài hôm trước. Chúng ta muốn đóng lại thì chúng ta lại chọn cái vùng ở đây. Ta vào group, ta close nó lại. Thì nó vẫn là cái nhóm của cái ghế. Cái bàn cũng vậy. Ta chọn cái bàn. Ta group nó vào. Ta đặt tên là bàn đi. Đấy, thì muốn làm việc với cái mặt bàn này, ta lại open nó ra. Ta đặt tên hôm trước là vẽ khối bút, bây giờ ta đặt tên là mặt bàn này. Đấy, chân bàn cũng vậy. Ví dụ đây là chân bàn 1 này. 1 này. Ta copy nó lại. Nhấn cắt chân C. Chọn sang chân bàn thứ 2. Paste nó vào đấy, thêm số 2. Số 3 cũng vậy. Paste nó vào. Đấy, thêm số 3. Và số 4 cũng như vậy. Đó. Thì ta đặt tên nó rõ ràng ra. Chúng ta làm việc nó dễ. Rồi. Bây giờ. Để cái bàn này nó mềm mại hơn chẳng hạn. Tôi có thể. Đóng cái group vào. Và. Ungroup. Ungroup là giã nhóm nó ra. Thì nó lại về từng chiếc một, làm cho nó dễ nhé. Ở đây tôi sẽ ẩn cái ghế này đi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chất liệu cho cái bàn này và làm nó mềm mại hơn. Thì để làm các cái cạnh bàn này nó mềm hơn, nó vát đi, chúng ta phải convert nó về Edit Poly này. Khi chúng ta vẽ ra thì hiện tại nó đang là một khối book, định dạng book ở đây. Đây. Đã khối book, xong sang modify, hiện tại nó vẫn là khối book với các thông số ở đây, chiều dài, rộng, cao này, chiều dày này, chiều rộng, chiều dài. Khi chúng ta convert nó về định dạng edit poly, ta kích chuột phải vào nhé, chọn convert này, edit poly này, thì bây giờ cái định dạng book nó đã mất và nó sẽ có tùy chọn, ví dụ như cấp độ đỉnh này, ví dụ đỉnh của cái hình đấy này. Nó sẽ có 8 cái đỉnh chẳng hạn, 2, 4, 6, 8 đỉnh. Đấy, cấp độ cạnh này. Cạnh thì nó sẽ có nhiều hơn đấy. Đấy, ta chọn cạnh, ta có thể di chuyển nó dày hơn, tạo độ dốc cho cái bàn chẳng hạn. Tiếp theo là cấp độ mặt này. Đây là cái mặt của nó này. Ta cũng có thể kéo, chọn mặt cái kéo lên xuống. Thì, ở đây ta chọn cả khối. Đấy, thì nó sẽ bôi đỏ cả khối. Để hiển thị cái vùng chọn này, ta nhấn phím F2 nhé, F2 này,
Khi ta chọn cả khối nó sẽ hiện thêm màu đỏ. Khi ta chọn mặt ở đây nó cũng hiện màu đỏ. Bỏ F2 đi thì nó chỉ hiện cái đường vo thôi. F2 là hiển thị mặt. Đó. Mặt được chọn đấy. Bây giờ làm cho các cạnh này nó mềm đi. Chúng ta làm như sau. Chúng ta chọn hết tất cả các cái cạnh ở đây. Trên cái khối này. Đấy. À, lại nói đến ẩn hiện. Tôi giới thiệu lại các bạn, ví dụ như chúng ta muốn giữ lại cái khối này và ẩn 40 chân bàn đi, thì chúng ta kích chuột phải vào nó. Chúng ta sẽ ấn 2, 2 ấn select. Tức là chúng ta sẽ ẩn những cái mình không chọn đi. Đấy. Để hiện nó lên thì chúng ta ấn 2 on. Nó sẽ hiện cả cái ghế luôn. Đó. Tôi làm lại nhé. Các bạn chú ý này. Trong vùng làm việc có rất nhiều đồ đạc ở đây. Trên giao diện 3D này. Chúng ta muốn làm việc với cái khối mặt bàn này. Để nó dễ làm việc thì chúng ta sẽ ẩn hết các cái khối kia đi. Bằng cách kích chuột phải vào đây. Chúng ta ấn 2. 2 ấn select. Tức là ẩn những cái không lựa chọn. Đấy. Ta căn chân Z lại này. Thế thì còn ẩn những cái ta đang chọn thì làm sao? Ví dụ ta đang chọn cái chân này. 4 cái chân bàn này. Ta muốn ẩn nó đi. Thì ta sẽ chọn 2 selection. Tức là ẩn những cái đang lựa chọn đi. Đấy, tôi ẩn luôn lựa chọn cái ghế này. Đó. Bây giờ trên vùng làm việc sẽ chỉ còn một cái mặt bàn. Tiếp theo để cái mặt bàn này nó mềm mại hơn ở những cái cạnh này. Tôi sẽ chọn như cấp độ cạnh. Tôi chọn tất cả. Bao chọn hết. Các bạn chú ý này. Tôi sẽ giới thiệu chạm nha. Kích chuột phải vào. Ở đây có cái lệnh transfer này. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với lệnh transfer. Chúng ta kích vào cái hộp thoại này. Kích vào đây cũng được. Thì nó sẽ transfer theo mặc định. Còn chúng ta kích vào hộp thoại ở đây. Thì chúng ta có thể điều chỉnh được kích thước. Này. Thì chúng ta transfer này. Ví dụ chúng ta transfer 3 cạnh. Thì chúng ta sẽ thêm một chút ở đây. Đấy. Transfer ra 2 cạnh. Thì nó sẽ mềm hơn. Đấy. Cái bước của nó là 0.1cm. Chúng ta cho giảm đi. 0.5 thôi chẳng hạn. Đấy, thì cái cạnh này sẽ mềm hơn. Và thậm chí ta sẽ chuyển cái này về 1 thì nó sẽ tạo ra cái độ vát ở đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó vát cạnh này. Tất cả nhé, tất cả các cạnh chúng ta chọn nó đều được vát. Ok. Đấy, tôi làm lại một lần nữa nhé. Tôi cần chuyển test lại. Chúng ta muốn các cái cạnh này nó mềm mại thì chúng ta sẽ chọn tất cả các độ cạnh. Đầu tiên này, chúng ta chọn một đối tượng này. Chọn về cấp độ cạnh này, S này. S là cạnh. Chúng ta bao, chúng ta có thể chọn ở trên này hoặc chúng ta kích trực tiếp ở dưới này. Nó như nhau các bạn nhé. Đấy, chúng ta kích ở đây thì nó hiển thị ở dưới này. Tôi chọn vertex này. Ở đây nó báo các 3 điểm này. Đây là cấp độ điểm. Và cấp độ cạnh, tôi chọn ở đây thì ở trên này nó cũng nhảy xuống trước cấp độ cạnh. Chúng ta hôm nay sẽ làm quen với cấp độ cạnh và transfer cạnh. Đấy, tôi sẽ chọn tất và tôi transfer nó đi. Transfer, đấy, mềm nữa thì ta tăng các bước này thì nó sẽ rất là mềm. Sẽ tạo ra các cung ở đây luôn. Tôi chọn đến 5 này, thì nó sẽ rất là mềm, 5 cái đường ở đây. Đấy, rất là mềm mại. Tôi sẽ chọn về 2 thôi, 2 là đủ mềm rồi. Đấy, chúng ta bỏ ra, các bạn nhìn thấy chưa? Cái mặt bàn hiện tại nó đã mềm mại hơn chưa? Đó, rất là mềm nha. Tôi cắt chân Z lại, tôi làm lại một lần nữa. Thì các bạn nhớ này, chọn cấp độ cạnh này. Chọn transfer, đây tôi chọn 1 thôi. Ok, 1 thôi thì nó đã mềm mại như này rồi. Đó, tiếp theo, ấn 2 on. Tôi chọn chân số mấy đây? Chân số 1 đi. Chân bàn cũng vậy. Tôi sẽ convert này, đầu tiên chúng ta phải convert này. Chọn convert to edit poly. Thì chúng ta sẽ làm việc với định dạng poly và tôi chọn cạnh này. Transfer. Đấy.
nó nhỏ lại 0,5 thôi, 0.5. Đó, cái bàn bây giờ nó cũng mềm mại rồi. Đấy, các cái chân bàn khác cũng vậy. Tôi sẽ ẩn cái ghế đi nhé. Convert thành poly này, chọn cấp độ 2 này, bao tất cả này, transfer, ngừng lại, chọn tất cả cấp độ 2, transfer, 0.5, ok. Tôi sẽ làm từng chân một, thực ra tôi có thể làm một chân tôi copy ra, nhưng mà tôi sẽ làm bốn cái chân này, nó cũng không nhiều. Thì các bạn nhớ lệnh này, kích chuột phải, convert to edit poly, sau đó chọn cấp độ 2, chọn transfer. Một thì cái cạnh này nó hơi to nhé, một thì cái cạnh này nó to này, nó 0.5 thôi. Đấy, cái cạnh transfer nó sẽ nhỏ hơn và nó thực tế hơn. Chân bàn cuối cùng, chân bàn số 4, tôi cũng lại convert to poly, hiện tại nó đang là book nhé. Tôi sẽ convert thành poly. Để nó ra cấp độ cạnh này, tôi bắt đầu lại transfer tiếp. Tôi sẽ cho 0.5 như ba cái chân kia, ok. Rồi, hiện tại thì ở đây nó chỉ là màu nhé. Giờ tôi có thể đổi màu cho nó này, màu đỏ xuống màu xám này, ok. Cái này màu nâu vàng thì tôi có thể xuống màu nâu đậm hơn chẳng hạn. Đây là hiện tại nó đang vẫn là màu của cái khối khởi tạo. Các bạn chú ý nhé, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn gán cái vật liệu, ví dụ như cái mặt bàn bằng gỗ vào đây. Thì chúng ta làm như nào? Đầu tiên chúng ta phải chọn, chúng ta gõ phím M ấy, nó sẽ ra cái bảng Material Editor ở đây. Material Editor tức là gì? Material là chất liệu này. Editor chúng ta có thể là cài đặt hoặc là hiệu chỉnh chất liệu cho nó. Nôm na là như vậy. Ví dụ, cái bảng này khi bạn mở phần mềm lên có thể nó sẽ không hiển thị nhiều quả như này đâu. Có thể bạn chỉ hiển thị 3x3 quả thôi. Thì chúng ta sẽ hướng dẫn, nó có option đấy, 3x3 này. Đấy, và nhiều hơn này, các bạn vào option này. Đấy, về 3x3 như lúc đầu này, bạn có thể chọn nhiều hơn là, đấy, ở đây lên 5x3 rồi. Ví dụ quả vật liệu đầu tiên, ta đặt tên cho nó ở đây nào, gỗ này, gỗ 1 đi. Đấy, gỗ 1. Thì các bạn có thể lên Google Search nhé, ví dụ như Google Search ở đây. Tôi sẽ chọn nó là gỗ, nó tên tiếng Anh là wood này, wood texture. Đấy, wood texture, nó sẽ ra rất nhiều gỗ ở đây. Các bạn view lên những cái chất liệu gỗ các bạn mong muốn. Ví dụ tôi chọn cái gỗ nào đó, gỗ đỏ này chẳng hạn. Nó bị tối quá, tôi chọn gỗ sáng hơn đi. Tôi lưu nó vào từ mục texture. Wood 3 này, wood 4 này, wood 5 này. Để đặt là wood 5 này, 4 được. Đó, tôi đã tìm sẵn rồi, tôi chỉ hướng dẫn các bạn lên Google các bạn tìm thôi. Đấy, thì đây là gỗ 1 này, tôi sẽ vào đây này. Ở đây nó sẽ có 3 cái ô, chúng ta sẽ click vào Diffuse này. Cái ô Diffuse này, Diffuse tức là cái ảnh texture Diffuse. Ta click vào, nó sẽ ra hộp thoại. Ta sẽ chọn Bitmap. Bitmap ở đây, để load cái ảnh đấy vào. Chọn về cái ảnh bài học 1. Đây, material tôi lưu sẵn ở đây, quay 3D Max bài học 1 này. Hôm nay là bài học 2 rồi đấy. Material tôi có thể chọn cái wood 1 đi. Đấy, sau khi chọn được cái wood 1, tức là cái chất liệu gỗ vào đây rồi, tôi sẽ lém nó vào. Tôi cầm chuột nhé, tôi lém vào cái mặt bàn này, nó hiển thị chữ mặt bàn ở đây. Và tôi click vào đây, Show Standard Map in Viewport. Đấy, nó sẽ ra cái mặt bàn gỗ như ở đây. Hiện tại thớ gỗ nó đang bị đi dọc này là đang có vấn đề nhé. Cái đấy ở bài sau chúng ta, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao xử lý được cái vấn đề này. Một là chúng ta có thể xoay lại cái hướng ảnh nó khác, hai là chúng ta sẽ tạo cái UV map
Google Maps là một bài học cần học riêng. Tôi sẽ hướng dẫn ở bài sau. Tôi sẽ chọn một cái texture khác chẳng hạn. Tôi lại vào đây tôi đổi texture này. Đấy, tôi đổi sang cái út 2 này. Thì cái mặt bàn nó sẽ do cái hướng của cái texture nhé, các bạn có thể nhìn ở đây này. Út 1 là cái texture cái hướng của cái vân gỗ nó đi ngang, út 2 là vân gỗ nó đi dọc. Chính vì thế cho nên nó hiển thị khác nhau. Đây, tôi sẽ nhân một quả này ra. Là út 2 đi. Tôi sẽ mark cái texture thứ 2 lại vào bitmap này. Mark cái gỗ 1 tôi ném vào đây. Tôi lại sâu nó lên. Đấy. Hiện tại là cái hướng vân gỗ nó đang bị sai so với cái hướng của cái bàn của chúng ta. Nó không được thật. Ta sẽ ném lại quả này vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhìn cái bàn gỗ bây giờ nó rất là thật nhé. Đấy. Nhưng mà nó đang vẫn còn một số lỗi ở đây này. Ta sẽ hướng dẫn các bạn xử lý lại sau. Nếu như chúng ta làm nội thất thì đôi khi chúng ta sẽ không quan tâm đến những cái lỗi nhỏ này. Nhưng chúng ta làm game thì chúng ta sẽ phải làm kỹ hơn. Bởi vì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn học 3D để làm game. Vì vậy sẽ liên quan đến phần UV map. Tôi sẽ dạy bài một trong những cái bài trong thời gian tới đây. Đấy. Hôm nay tôi sẽ chỉ hướng dẫn các bạn làm sao có thể cái lệnh transfer để làm mềm vật thể này và cái bảng material editor để gắn chất liệu cho nó. Tiếp theo, sau khi ta chọn được cái gỗ cho mặt bàn rồi, tôi sẽ chọn đến cái sắt này. Sắt thì tôi có thể viết là metan này. Metan. Đấy, metan là cục sắt. Tôi lại chọn cái ảnh cục sắt. Ở đây tôi có thể chọn ảnh sắt này. Sắt 1 đi. Quay lại tôi đặt là metan 1 nhé. Đấy, tôi gán vào đây. Để sâu nó lên. Các bạn thấy chưa? Sau khi gán vào cái chân này thì các bạn đã thấy cái chân nó hiển thị ra như dạng chân sắt nhé. Đấy. Tôi sẽ chọn quả metan 2 đi. Metan 2. Tôi làm lại thì các bạn nhớ bước nhé. Đầu tiên tôi đặt tên nhé. Các bạn lưu ý nhé, trong quá trình dựng hình này, ta nhớ đặt tên như chân bàn này, mặt bàn này. Đấy. Thì quả vật liệu cũng vậy. Vật liệu chúng ta, các bạn nhớ nhé, phím M. Phím M là cái tắt của chữ M đầu tiên này này. Đấy, sẽ lên bảng Material Editor. Material Editor thì chúng ta chọn vật liệu cho nó. Đây, tôi chọn quả metan 2. Tôi sẽ mark cái vật liệu khác. Và bitmap. Tôi sẽ chọn vật liệu tối hơn đi. Thì các bạn nhìn thấy rõ ràng. Sâu lên. Đấy, cái metan 2 thì nó dạng ống rồi. Chứ nó không phải dạng vuông nữa. Nó không phải được hợp lý như cái metan 1 này. Đấy, các bạn có thể đổi lại cái metan 2 này bằng một cái ảnh khác. Ta kích vào đây. Ta nút cái ảnh metan 3 đi. Thì nó sẽ hợp lý hơn là cái metan 2. Đấy. Nhưng mà ở đây tôi thay metan 1 thì các bạn sẽ nhìn ra chất kim loại rõ nhất. Đấy, tôi sẽ ném tất cả metan 1 vào chân bàn. Đó. Vậy là chúng ta sẽ đã được cái chân bàn bằng sắt và cái mặt bàn bằng gỗ. Đấy, tôi sẽ nhân cái chân này ra để tôi làm cái rằng như hôm trước. Nhưng tôi quên trên lưu. Để nhân được cái chân này ra nhé, tôi chọn nó và chọn này. Chọn cái chân bàn số 1. Chọn lệnh rotate này. Sau đó chúng ta giữ phím shift và chúng ta quay một góc. Nó sẽ nhân ra một cái này, một cái chân bàn khác. Nhưng mà để quay ra góc chẵn thì chúng ta nhớ lại kích lại cái angle slab ocl ở bên trên này. Thì nó sẽ ra các góc chẵn, các bạn nhìn này, 20, 35, 40, 45. Đấy, chúng ta có thể đi đến thành 90. 90, nó sẽ vuông với cái chân kia, ok. Sau đấy chúng ta lại chọn scale này. Ta kích chuột phải của nó này, ta chọn scale. Ta scale theo trục này. Đấy, scale theo đúng cái chiều đấy. Rồi, ta lại chọn về mu, ta kéo nó lên. Hiện tại nó dài. Nó dài thì bây giờ phiên bản modify chúng ta đã vất cái phần kích thước của nó rồi. Vì chúng ta đã chuyển convert nó thành edit poly. Nó sẽ không hiển thị kích thước ban đầu nữa. Thì đây chúng ta có thể scale
thủ công kéo nó vào, kéo nó ra. Đấy. Dài hơn, ngắn hơn. Đó. Ok, đấy cái là một cách. Một cách nữa là chúng ta có thể chọn về cấp độ điểm này. Thì nó vào cái bốn cái đầu này. Và di chuyển theo trục của đối tượng, trục X. Nó kéo đâm nó vào đây. À, được một cái lệch. Rất dễ đúng không? Hơi thấp. Không thực tế, ta có thể cho cao lên. Ta lại đi giữ phím Shift, ta nhân nó sang phía bên này. Một cái chân bàn số 6. À, khi nhân thì nó sẽ không đổi tên được, nó sẽ nhân theo số thôi. Copy theo số, đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cần một cái thanh đẹp ngang này. Tôi lại kích chuột phải và tôi chọn Rotate. Tôi lại xoay một góc 90 độ. 90, ok. 85. 85 không được rồi, ta phải nhân lại. Tiếp tục Shift. Di chuyển 95 thì quá, 90, ok. Làm chân bàn 7. Các bạn đổi tên sau nhé. Tôi sẽ mua tương đối vào đoạn giữa này. Hiện tại thì nó này vuông và nó dày bằng cái thanh lẹp bên này, nó không thực tế. Tôi lại scale cho nó mỏng xuống. Mỏng xuống, à, cái răng này ta chỉ cần mỏng, trong thực tế người ta cũng chỉ cần mỏng thôi. Và ta sẽ lại scale nó ra đằng trước này. Đó. Vậy là chúng ta đã được một cái bàn với chất liệu rất là thật ở đây. Ta có thể đóng hoặc là chúng ta nhấn phím M nhé. Nó sẽ ẩn cái bản vật liệu đi. Chúng ta lại gõ M nó sẽ hiện lên. Chữ M nha các bạn nhớ nha. Là bảng vật liệu Material Editor. Đó. Thì ở bài học số 2 hôm nay ta sẽ lưu lại. Save as bài 1 này. Bây giờ là bài 2 này. Làm gì? Học gì? Transfer là vật liệu đi, gán vật liệu cho chiếc bàn, vật liệu cho chiếc bàn gỗ chân sắt, rất là rõ ràng. Đấy, thì từ cái việc tôi hướng dẫn các bạn và gán chất liệu cho mặt bàn và chân bàn, thì bây giờ các bạn hãy làm cho tôi các cái bước gán vật liệu và transfer cạnh cho cái ghế này cho nó mềm mại ra nha. Đó, các bạn có thể dựng cái ghế theo những cái gì được học từ bài trước bằng các cái lệnh ở đây, lệnh ở phần creator này. Tôi sẽ hướng dẫn lại nhé. Creator là khởi tạo. Khởi tạo thì ở đây nó sẽ có gì? Các cái khối cơ bản, geometry này. Đây là các hình cơ bản này. Đây là vẽ 2D rồi. Đấy, 2D tôi dạy sau. Book này. Đấy, và chân bàn hoặc là book có thể ra mặt bàn. Tùy theo chúng ta vẽ nó như làm sao. Nó như thế nào đấy. Và điều chỉnh kích thước ở đây. Ví dụ 120. Chúng ta 1200 rồi. Đấy, rộng 60, dày 5 cm. Đó, nó ra cái mặt bàn. Nên tôi nhắc lại một số cái lệnh từ bài học 1. Rồi, bài học số 2 tôi sẽ dừng lại ở đây, bởi vì học nhiều nó sẽ rất là bị loạn. Các bạn nhớ nhé, chỉ sau 2 bài học thôi chúng ta đã làm được một chiếc bàn với vật liệu cho nó cách rất là hợp lý như ở đây. Đó. Các bạn hãy nhớ xem kỹ video và làm lại các bước tôi hướng dẫn ở bài học này. Bài học chỉ quan tâm đến lệnh extrude, lệnh transfer, xin lỗi các bạn, lệnh transfer. Chọn cấp độ cạnh vào hết và chúng ta kích chuột phải chọn lệnh transfer ở đây. Đấy, tôi đã transfer rồi, tôi không chọn lại nữa. Và gì? Trong bài học hôm nay các bạn chỉ cần nhớ là gì? Đầu tiên là Convert Edit Poly này. Sau đó chọn cấp độ cạnh này. Để làm việc với cấp độ cạnh và transfer này. Transfer cạnh này. Ra những cái cạnh mềm mại này.
Sau đó chúng ta sẽ nhấn phím M để ra bảng vật liệu, Material. Ta chọn các quả vật liệu ở đây. Ta đặt tên cho nó và ta mát cái texture bằng bitmap, bằng cái những bức ảnh chúng ta tìm kiếm trên mạng. Đấy, chúng ta gán vào. À, cái mặt bàn này là không hợp lý đúng không? Đây là cái texture mặt sàn thì đúng hơn, mặt sàn gỗ. Chúng ta sẽ gán lại cái gỗ ở đây. Nó sẽ rất hợp lý, đây là gỗ tấm. Nó hợp lý với các cái dạng tấm, dạng phản. Đó. Các bạn hôm nay chỉ cần nhớ cho tôi một số bước như vậy thôi để ta làm ra một chiếc bàn như ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, theo dõi fanpage ủng hộ tôi. Tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn những cái bài học phức tạp hơn để làm ra những vật thể đẹp hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, các bạn hãy bình luận, chia sẻ giúp tôi để có nhiều người được tiếp cận với những bài học rất bổ ích như ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong video lần sau.